Theo nhiêu người đẹp? Mới đi chơi về à? Mua quà cho anh. Nói nhiều thế. Tình thế nào? Đây, rất nhiều thông tin cho em, đảm bảo em nắm từ chân cho đến ngọn. Con bé An giờ là giám đốc chi nhánh phía Bắc của công ty Trường Minh, một tên tuổi lớn trong làng vật liệu xây dựng. Có điều thông tin hành lang hay thông tin chính thức thì cũng cho thấy rằng lão Trường, tổng giám đốc công ty, cực kỳ yêu ái nó, yêu ái đến mức bất thường. Đến nỗi lão cho thằng em bên vợ vào tù để cho con bé tiếp quản công ty. Ông Trường ấy là người như thế nào? Doanh nhân thành đạt. Tất nhiên lão có một bà vợ chính thức nhưng không có con, cho nên lão muốn có một đứa để nối dõi. Bà vợ thì ghen lồng ghen lộn. Đấy cũng chính là lý do tại sao con bé A bị điều chuyển từ một vị trí đang ngon ăn ở trong Sài Gòn ra ngoài Hà Nội với một vị trí còn ngon ăn hơn. Tìm cách liên lạc với bà vợ của ông ta ngay cho tôi.